Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, mới hôm qua tôi có nghe tin trên Internet cũng như trên TV về một bà cụ người Nhật Bản vừa mới qua đời được 119 tuổi. Đây là người sống lâu nhất trên thế giới ngày hôm nay và đã được công nhận. Và hơn 100 tuổi, thưa ông bà anh chị em, đây cũng là ước mơ của rất là nhiều người trên thế giới sống lâu. Tuy nhiên, 36.000 ngày là mấy vẫn là ước mơ của nhiều người Việt Nam trải qua nhiều thế hệ. Và chúng ta không vượt ra khỏi được cái định luật mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mọi người chúng ta. Và chúng ta thường chấp nhận lấy sự chết như là một cái định mệnh sẽ đến cho mỗi một người, dù chúng ta ở Việt Nam hay là ở Mỹ. Ngày hôm nay đời sống thế giới có văn minh hơn, nhưng mà sự chết vẫn trải qua nhiều nơi. Trong đó chúng ta đang đối diện với cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga đối với Ukraine, rồi mối nguy hiểm sợ hãi trước cái đe dọa của bom nguyên tử, rồi những cái đe dọa của chiến tranh lại xảy ra ở vùng gần Việt Nam biển, rồi những chiến tranh đang xảy ra ở Trung Đông, rồi Tây Phương, rồi những nỗ lực của con người để đem lại hòa bình. Tôi thấy, tôi nghĩ rằng đây cũng là một vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, điều mà tôi quan tâm hơn đó là mỗi người chúng ta đều phải đối diện, dù là một tuần nữa, năm nữa, 10 năm nữa, ông bà anh chị em cũng sẽ đối diện, đó là chúng ta ai nấy đều sẽ qua đời. Và một trong những ước mơ của người là muốn biết về tương lai. Cho nên tôi muốn cùng ông bà anh chị em suy nghĩ về sự báo trước hay là cái nhìn của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với tương lai. Nhờ đó mà chúng ta sẽ tìm được cái bài học cho chính mình, sự chuẩn bị và tinh thần yên tâm đứng trước tương lai. Kinh Thánh nói rằng ta đã bảo trước cho các ngươi rồi. Đây là điều mà Chúa dạy, mà chính mình tôi thì khi đọc lại lời của Chúa mới thấy được cái câu Kinh Thánh này rất là quan trọng. Ta đã bảo trước cho các ngươi rồi. Người ta thường ước mơ về tương lai với những cái sự đồn đoán về những lời tiên tri. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng thấy rõ tương lai và lời tiên tri của Chúa mới ứng nghiệm. Và Chúa Giê-xu đã nói trước nhiều điều
đã ứng nghiệm, cho nên Ngài nói về tương lai chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Có một cái nền tảng để ông bà anh chị em cùng tôi có thể dựa vào đó mà suy nghĩ, mà áp dụng cho đời sống của mình. Thì hôm nay chúng ta cần đọc lời của Chúa, bởi vì lời Kinh Thánh đang được phổ biến khắp mọi nơi, và cả cái thế giới Tây Phương, Âu Châu, Mỹ Châu, và ngày hôm nay cũng lan ra cả Á Châu nữa, người ta cũng tìm đọc Kinh Thánh. Tôi cũng mới nghe tin ở Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam cũng cho phép đem Kinh Thánh vào các nhà tù. Người ta nghĩ rằng nhờ đọc Kinh Thánh mà những tù nhân cũng có thể được thay đổi. Và ông bạn chị em ơi, Kinh Thánh có nói về quá khứ, nói về lịch sử, nói về tiểu sử, nói về những cái bài học, những luân lý, đạo đức, nhưng mà cũng có những cái chân lý mà con người cần học để có thể áp dụng. Bây giờ tôi muốn cùng ông bà anh chị em sẽ cùng nhau đọc lời của Chúa để biết về tương lai. Đây là những điều mà ngày xưa các môn đồ của Chúa cũng hỏi Chúa về tương lai của thành Jerusalem, tương lai của nước Do Thái. Và ngày hôm nay Chúa cũng cho chúng ta biết tương lai trước mắt và tương lai lâu dài. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 và đoạn 25, có lẽ chúng ta sẽ lần lượt đọc để suy gẫm. Và tôi cảm ơn Chúa để giải thích để cho ông bà anh chị em, nhất là những tín hữu, những người biết Kinh Thánh hoặc là cần nghe Kinh Thánh để có đức tin, để có sự yên tâm. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ của Ngài đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Đây là đền thờ Jerusalem. Ngày hôm nay đền thờ Jerusalem không còn nữa, chỉ còn có vách tường. Người ta hàng năm khắp nơi đều kéo đến để cầu nguyện. Người ta gọi là bức tường than khóc. Và đó là di tích còn lại của cái đền thờ. Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Chúa Giê-xu nói tiên tri, và lời tiên tri này đã hoàn toàn được ứng nghiệm. Bởi vì câu chuyện đã xảy ra vào năm 30 sau Chúa, khi Chúa Giê-xu sắp lên thành Jerusalem và Ngài chịu chết trên thập tự giá, thì Ngài có nói tiên tri về Jerusalem. Trong những câu đầu thì Chúa nói hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri, ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái, túc con mình lại như ấp trong cánh mà các ngươi không muốn. Này nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Và thưa các bạn chị em, trong khi Chúa nói về tương lai, đền thờ nguy nga tráng lệ không còn một hòn đá nào nằm trên một hòn đá nào. Lúc đó Ngài đương ngồi trên núi Olive và môn đồ tới riêng cùng Ngài mà hỏi rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy đến. Có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Các môn đồ đang suy nghĩ tương lai của Jerusalem, nhưng mà đồng thời cũng nghĩ đến những ngày chung cuộc của thế giới này, gọi là ngày tận thế. Ngày hôm nay khắp thế giới cũng khi suy nghĩ chiến tranh, những đe dọa của bom nguyên tử, người ta nghĩ đến ngày tận thế. Nhưng thưa các bạn chị em, Chúa Giê-xu trả lời trong Kinh Thánh, và chúng ta cần quan tâm đến câu trả lời này để mà sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng để ứng phó với tất cả những gì sẽ xảy đến cho đời sống của chúng ta. Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ sẽ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là đấng Christ,
Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế và sự dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc, về chiến tranh và tiếng đồn về giặc, về chiến tranh. Hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Là vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thưa ông anh chị em, mấy câu kinh thánh này Chúa Giêsu vừa mới nói về những chuyện sắp xảy đến trong thời của Ngài, nhưng mà Ngài cũng nói đến cái thời mà người ta gọi là thời tận thế. Cho nên đọc kinh thánh chúng ta cần phải để ý cái lời tiên tri nào mà nó có kết quả hay là nó có ứng nghiệm ngay lập tức, cũng có những lời tiên tri còn sẽ xảy đến. Khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc và để ý. Chúa Giêsu nói về đền thờ Jerusalem mà Daniel vị tiên tri có nhắc đến. Ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà. Và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm mùa đông hay là ngày Sa-bát. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, và sau này cũng không hề có nữa. Nếu ngày ấy không giảm bớt thì chẳng một người nào được cứu. Song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy nếu có ai nói với các ngươi, kìa Đấng Cứu Thế, Đấng Kitô, Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng có tin. Vì nhiều Christ giả, Kitô giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính như người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài đang ở trong đồng vắng, thì đừng có đi đến đó. Này, Ngài ở trong nhà hội thì đừng có tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nhán đến từ phương tây, thì sự con người đến cũng sẽ như thế ấy. Cho mạnh chị em, tôi nghĩ rằng chỉ nghe chưa đủ. Ông mạnh chị em nên tìm kinh thánh mà đọc. Chúng ta đang đọc sách Ma-thi-ơ đoạn 24, đoạn 25 cho đến đoạn 28 là đoạn mà kết thúc khi Chúa Giêsu từ giả thế giới này về trời. Ngài đã để lại những cái lời dạy rất là quan trọng. Chúng ta cần phải lưu ý, và nhất là ngày hôm nay, những người tin Chúa, những người có đọc kinh thánh đều nhìn thấy những cái lời tiên tri rất là cụ thể mà chúng ta có thể lắng nghe và có thể áp dụng. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rúng động. Đây là những lời tiên tri về tương lai liên quan đến điều mà người Việt thường nói là kinh thiên động địa, những công việc liên quan đến mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.
Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ của mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Kinh Thánh cho biết là các thiên sứ sẽ dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những người được chọn. Tôi tin tôi là người được chọn, những người tin Chúa Giêsu và đang thờ phượng Đức Chúa Giêsu làm Chúa Cứu Thế sẽ là những người được chọn và được vui hưởng thiên đàng. Đây là đức tin thật, đây là niềm hy vọng thật, và đây là tình yêu thật mà chúng tôi muốn đồng bào Việt Nam kinh nghiệm được, bởi vì Đức Chúa Trời vẫn cho chúng ta có cơ hội. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu, trong đó có người Việt, mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Mọi người kêu cầu danh Chúa, tin Chúa Giêsu thì được tha tội, được làm con trai con gái của Chúa và sẵn sàng để vui hưởng nước thiên đàng. Có một số người tin, có nhiều người không tin. Ông bà anh chị em ơi, đây là điểm và đây cũng là lý do mà chúng tôi muốn đọc lời Chúa để cho ông bà anh chị em có thể tin. Bởi vì tin là cả một quá trình biến đổi đời sống. Tin không phải chỉ nghe lỗ tai này lột vào tai kia. Tin có nghĩa là nhận. Tin có nghĩa là tin cậy và vâng lời. Tin lời của Chúa nói là thật. Vâng lời làm theo ý Chúa. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng có người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Ngài gần đến, đương ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trong mỗi thế hệ chúng ta đều có thể xem như là thế hệ cuối ở trên đất này. Bởi vì Chúa nói rằng trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đâu. Hết thảy chúng ta đều cẩn thận khi đọc lời của Chúa, và đọc lời của Chúa chúng ta phải suy nghĩ, nếu Chúa đến, nếu Chúa đến hôm nay thì tôi có được cứu hay không? Nếu Chúa đến ngày mai thì tôi và gia đình tôi có được cứu hay không? Dân tộc tôi có được cứu hay không? Chúa Giêsu có tiết lộ về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy. Song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào? Đây là lịch sử đại hồng thủy đã xảy ra trong thời Noe. Cứ có người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cứ gã như thường, cho đến ngày Noe vào tàu và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thải. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong đồng ruộng, một người đem đi, một người bị để lại. Có hai người nữ đưa xây cối, một người được đem đi, một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ nếu người chủ nhà hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì có người Chúa Cứu Thế Vua Trời sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Thưa con bạn anh chị em, có nhiều điều bất ngờ sẽ xảy đến. Nhưng mà nếu chúng ta nghe lời Chúa, tin lời Chúa mà chuẩn bị, chúng ta sẽ không phải là bất ngờ.
chúng ta sẵn sàng. Tôi đề nghị ông bà anh chị em nên tìm Kinh Thánh để đọc. Kinh Thánh tiếng Việt, Kinh Thánh tiếng Anh. Ngày hôm nay, chỉ cần ông bà anh chị em muốn có là có. Có nhiều người tặng. Và trong các tiệm sách đều có bán Kinh Thánh. Và ông bà anh chị em ơi, chúng tôi cũng sẵn sàng tặng Báo Hướng Đi. Báo Hướng Đi được phát hành mỗi năm 4 lần xuân hạ thu đông. Nhưng mà những người tặng Hướng Đi vẫn sẵn sàng trả lời những câu hỏi về niềm hy vọng của ông bà anh chị em, trong đó có tôi. Với ông bà anh chị em rất dễ dàng để liên lạc nếu muốn. Và chúng tôi đã ước ao chia sẻ đức tin thật, hy vọng thật và tình thương thật mà Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống của chúng tôi. Và tôi kính chúc ông bà anh chị em bình an. Hẹn gặp lại trong những lần tới. Xin trân trọng kính chào ông bà anh chị em. Amen. Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không
không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng.